Trung tâm nghiên cứu nông lâm thế giới phối hợp với ủy ban dân xã Hương Hóa tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả dự án và tham vấn các bên liên quan về dự án phối hợp đầu tư hệ thống cây trồng thông minh trong thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại châu Á. Dự hội thảo có đồng chí Ca Xuân Tín, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện, Dự án phối hợp đầu tư cây trồng thông minh trong thích ứng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu tại châu Á do Quỹ Phát triển Nông lâm Quốc tế tài trợ trong khoảng thời gian 2014-2017. Dự án được thực hiện tại thôn Tất Đức 1, Tất Đức 2, Tất Đức 3, xã Hương Hóa, trong năm đầu tiên 2014-2015, dự án tập trung vào điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tính dễ tổn thương của cộng đồng đối với các biến đổi khí hậu và điều kiện kinh tế chính trị, thảo luận nhóm Năm Hộ về như cầu nguyên vòng của Năm Hộ. Năm thứ hai dự án thiết kế mô hình cải thiện vườn nhà và cải thiện đất rừng sản xuất bằng cách đưa cam bưởi vào trồng xanh canh với các cây hoa màu ngắn ngay, trong còi chóng sỏi mòn, đưa vào tiểu điểm trồng khoai tây vù ba năm thứ ba 2016 2017 tập trung thúc đẩy xây dựng cơ chế đầu tư giữa chính quyền địa phương doanh nghiệp tư nhân và nông hộ đưa nông lâm kết hợp trở thành xu hướng chủ đạo ở khu vực ngoài ra dự án còn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cam bưởi lớp tập huấn phòng chống sâu bệnh và áp dụng thuộc trừ sâu sinh học trên cây cỏ muối và tổ chức tham quan những mô hình vườn nhà và vườn đời thành công Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ, trao đổi, đồng góp ý kiến về hiệu quả của dự án và kế hoạch nhân rộng trong thời gian tới. Kết quả đã xây dựng hai mô hình thí điểm nông lâm kết hợp, cải tạo vườn nhà và nông lâm kết hợp trên đất sốc với 29 hộ tham gia với tổng diện tích 2,5 ha. Trong đó, xã Hương Hòa có 10 hộ. đã thí điểm đưa vào trong tổng cộng 3.900 m2 khoai tây giữa các hàng cam bưởi đã cho thu hoạch tốt Bước đầu mô hình đã cho thấy tiềm năng hiệu quả rất cao, sau khả năng phủ xanh đồi trọc, chống sói mòn, cải tạo môi trường không khí và nguồn nước, cho thu nhập cả ngắn hạn và dài hạn, giúp người dân cải thiện kinh tế hộ gia đình.